You have to wash it, yes. This is dirty. You have to! Wash what? I'm not yelling, this is how I talk. E. coli! See, this is my breakfast line team. My chef breakfast line. Yeah, like that. Like this? Yeah, but we need like another bunch or two. Need more? Yeah, I need more than that. Yeah, cut like that, that's fine. Tất cả đang ngồi đợi ăn. Bắt đầu đói rồi nhé, đúng không? Right? Starving. I know, me too. Starving. How do you eat bún riêu? I eat a little. And we just put it on top here? Yeah, just sprinkle on top. Amy cook that. Wow, Amy nấu giỏi không? Amy nấu giỏi không? Now he's just talking bear shit because it's too much pressure. Confession. Amy, professional cook. Okay, Quang, let's call the kids. Xuống ăn đi. Thank you guys very much. Looks delicious. How was it, Bruce? This is your first time? My happy dance. This is your first time eating this? Mm-hmm. Yes. Nice. Hôm nay ông dạy em một đứa cốc cà phê đấy hả? Sáng điều quá nhỉ? Sure.
Carbon 5. Trời, ăn xong rồi cả bọn ngồi massage cho nhau này. Hôm nay còn ấm hơn hôm qua này. Tuấn đây. Finish taking my nap. It was so good. Now my turn to go out. Excuse me, guy. I'll be on the boat. Kenji, say hi. My turn now. She asked me, you guys want bubble tea? Theo chú Tuấn. Tuấn ở phía dưới over there. Uncle Bruce. Go. So tell her what you want on bubble tea. Các bạn nhớ nha, đá sắc lắm nha, cắt chân đấy. Thì rất là khô, chào mẹ. Đấy, ngố mà chị đây. Hôm nay còn ấm hơn hôm qua đấy. Nhảy uống vớt xuống xong rồi. Em mà tôi gần. Ơ? Đâu tao có kính gần kính không? Ấm mà, nhảy đi. Think you could get me? No. You think you could get me? Too slow. Em mà chậm quá. Look at Emma. Whack! The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Just as surprised as you.
đứa nằm một chỗ, con kia thì ngủ, thằng này đọc sách, còn bà kia thì phone. Đấy. Còn ông kia thì một mình ngồi một góc. Bây giờ là Bruce là ở nhà làm việc. What's up? Finally leaving to get some peace. Còn cả nhà đi ra đi bộ và đi vào town. Trong town trông đẹp lắm nha. Town nó có cái canal nó mở lên, xong rồi thuyền đi qua xong đi xuống, hay lắm. We're not very impressed about the canal. Pretty. We just want to see the town and the truck. Xịt vào nước bây giờ. Welcome to the canal. Bây giờ mình đến một cái nó gọi là canal. Canal này đấy là cái chỗ mà cái thuyền nó đi từ nước cao xuống nước thấp, hay là từ nước thấp lên nước cao. Đấy, người ta dựng lên để cho thuyền đi qua ấy. Ở chỗ này ấy, chẳng hạn người ta nước ở dưới kia thì thấp hơn nước trên này, và cái thuyền người ta sẽ đi vào trong đây này. Bây giờ mình chỉ cho cả nhà coi nhé. Người ta sẽ đi vào trong, người ta sẽ mở cái cửa này ra. Thuyền như kiểu kia kìa. Đấy, thuyền như kiểu kia kìa. Mở ra. And then người ta cho vào cái này. Xong người ta đóng cái cửa lại, cho vào giữa đây này. Đoạn giữa này. Thuyền đi vào đoạn giữa này ha. Đấy. Bây giờ mình cho cả nhà coi nhé. Đấy. Thuyền đi vào giữa này ha. Xong là người ta đóng cửa vào, người ta rút nước xuống, xong để đi xuống dưới kia. Cỗ máy này đấy là mở nước này. Mở nước ra này. Hai bên mỗi bên có một cái. Đấy, thì dưới này nhìn không? Cả nhà nhìn không? Dưới này cái nước nó thấp hơn rất nhiều. Đấy chưa? Đấy, cái nước nó thấp hơn rất là nhiều. Thì cái thuyền nó đổ vào kia. Xong nó đóng cái cửa kia, nó rút nước xuống để nó bằng cái bên này. Xong để cái thuyền này chạy xuống dưới kia. Và người ta muốn đi từ kia, người ta đến đây. Thì cái nước nó thấp, bên này thấp, nó đi vào, xong nó dâng cái nước lên để đi lên trên kia. Yeah. Chỗ này là chỗ lọc nước cho thành phố. Tất cả nước mà vào máy trong nhà đấy thì qua cái đoạn này. This is our tap water before.
this. I've never seen one work. Yeah, I've never seen one work. I'm very excited. This is our hand. Don't people have to pay to go here? Ở đây là nó tính tiền như kiểu này, mỗi mình có thể là mua trong khoảng một ngày, một lượt đi mà một lượt về, thì nó tính là chiều dài của một cái thuyền, thì mỗi một foot là khoảng 30 cm, là 1 đồng 50 sen. Mình có thể mua một ngày và mình có thể mua 6 ngày, thì tất nhiên là mình càng mua nhiều thì càng rẻ. Đấy, thuyền cho vào xong nó đóng vào này. Đấy. Người ta sẽ quay, người ta đóng vào. Đóng vào xong thả nước ra. Thả nước ra thì từ 5 tới 8 phút thì cái mực nước này nó sẽ tụt xuống như mực nước dưới kia. Xả nước này. Đấy, nó xả nước này. Đấy. Nó xả nước ấy. Thì bên này tụt nước nhanh lắm này. Đấy, cái mực nước mình nhìn thấy tụt hẳn xuống dưới nhé. Nước nó ra cái này là đấy, nó kéo cái cổng ở dưới lên để thoát nước ra ngoài này. Đấy, cái mực nước đi mình nhìn vào cái chốt tường đây kìa, cái mực nước nó xuống này, xuống nhìn thấy luôn đấy, nhanh lắm. Đấy, mực nước này ở cái chỗ vạch đen này này. Mấy cái cầu cái kia nó swing ra này đấy, nhìn chưa? Đấy, cái cầu nó chạy kìa. Mở cửa này sẽ mở này. Đấy. Nước nó bằng ha. Hello.
Good afternoon. Wow, that looks good. Let's go for corn. 11 đồng một dozen kìa. Được ấy. Which corns do you have? Yellow corn? Mm-hmm. Let's go peaches and cream. Yeah, how many do you want? Gonna do... Let's do a dozen. A dozen? Yeah. Thank you. Why are they so fresh? Why are the beans so fresh? Vegetables, yeah. Do we need any... Bởi lấy. Mấy đứa đi về. Mua được 12 cái ngô rồi giờ mang ra luộc. Ngon đấy, ngon ha. Chuẩn cảm thấy võng này. Về dã man. Mát mẻ cực kỳ luôn đấy. Hôm nay thời tiết oa đẹp. Trời ơi đẹp. Nó không nóng nhá. Nó không lạnh nhá. Không có gió mấy nhá. Oa. Phê đã. Đứa nào bây giờ lăn ra ngủ rồi. Ăn xong đi bộ xong xuống chơi nước, chèo thuyền. Nên là bơi. Lăn ra ngủ. Chắc buổi chiều bơi một lần nữa. Xong rồi cái buổi trưa băng cái giọng này là sinh ra một cái này thì mà cứ thò tay ra vặt quả gì, vặt quả cóc chấm mắm ruốc đúng không? Đây là bữa tối, bữa cuối cùng. Ôi giời ơi, bữa cuối cùng của hai đứa, của hai vợ chồng. Make sure that he cook it in there before you give him that. Yeah, what are you gonna make tomorrow? Pressure. Bỏ kho. Tiếp bỏ kho lắm đấy. Cá bạn bá xa. Ăn được không? Đấy, đi cottage là không có barbecue nhé. Toàn cá kho với cả mắm rồi là dưa nhé. Ngon chưa? Ăn cái này ngon hơn cả barbecue nữa. Đấy. Trong này là có 3 đứa. Đứa này, hai đứa kia là không được ăn đồ ở nhà. Do it again. Cheers to Emma growing up. Don't take those two bottles away. Leave it here. It's nice. Yeah, leave the bottles. Leave the bottle. Put up there again. And good. I was like, I got the ice wine, but I don't like ice wine. No, so it's not that sweet. Yeah, I really like it. It's like trick it later. I need to digest it. Okay. So much. That she really needs change. I will update you tomorrow what happened. Okay, if you ever come here, please. We'll make a video. We'll make our phone reels and it's like boss footage professionals. Yeah. So she can miss this. We're telling her about it. I didn't know you're so sure. What? Okay. Alright, bye guys. Nice to see you guys. There's more corn outside.